Thưa quý vị, tàu hủ kỳ hiện nay là món ăn khá phổ biến cả người ăn chay và người ăn mặn. Không chỉ chế biến được đa dạng các món ăn, tàu hủ kỳ còn tốt cho sức khỏe. Nhịp sống muôn màu hôm nay mời quý vị cùng tìm hiểu về quy trình làm tàu hủ kỳ truyền thống tại huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Trực tiếp thay bếp củi bằng lò hơi để tăng năng suất, đồng thời đảm bảo vệ sinh, tiết kiệm nhân công. Còn về quy trình thì vẫn là cách làm truyền thống, nguyên liệu chủ yếu là đậu nành. Sau khi đem ngâm nước qua đêm, sẽ đem xay nhuyễn, lọc qua giải, lấy phần nước cho vào nồi đun khoảng 70 độ C. Đến khi lớp dán đậu xuất hiện, sẽ được vớt treo lên thân gỗ đến khi khô. Tàu hủ kỳ khi thành phẩm được đóng gói và túi ni lông sạch. Cái qua cái nồi hơi thì mình làm nó ít hao, giống như nó sản phẩm nó sẽ cao hơn do cái nó không có đóng cái lớp cơm cháy ở dưới á. Là cái sản phẩm mà ngon nhất thì phải rửa đậu thật sạch, cái người mà xay đậu là phải kỹ lưỡng cho mình, rồi xay đậu phải thật là nhuyễn để mà ra cái sản phẩm nó mình không có bỏ cái xác nhiều, xay nhuyễn ra để mình lấy hết chất, rồi xong cái người nấu này cũng phải kỹ lưỡng là người ta không phải để mà sôi mà để vớt ra bỏ hết. Gắn bó với nghề 20 năm, trung bình mỗi năm cơ sở của chị Sang cung cấp khoảng 20 tấn tàu hủ kỳ thành phẩm cho các chợ tại Châu Thành và thành phố Tân An. Cũng có cái tư tưởng mình hướng chay á, hướng về cái mình thấy sau này cái nhu cầu dùng chay ngày càng nhiều, mình cũng có cái hướng đó dùng chay để thanh đạm này kia, sau này giảm thịt cá đó, nên mình quyết tâm mình làm. Có đứa con trai sau này sẽ hướng cho nó nghiên cứu thị trường để nó tiếp thị, để quảng bá nhiều hơn, để bán được nhiều, tạo nguồn lợi cho điều kiện cho công nhân có việc làm. Đầu tư cho sản phẩm, tâm huyết với nghề không chỉ giúp chị Sang ổn định cuộc sống mà còn góp phần gìn giữ nghề truyền thống gắn với phát triển sản phẩm ô cốp địa phương.